Xin chào quý anh chị đã quay trở lại kênh của Sài Gòn Hao nha. Hôm nay Huy có mặt tại một căn nhà rất đẹp, diện tích là ngang 5 dài 25. Hướng của căn nhà là hướng đông bắc, sổ hồng riêng có sẵn, một trệt, một lầu và có tất cả là 4 phòng ngủ, có phòng ngủ dưới đất luôn. Một căn nhà giá rất rẻ, chủ đầu tư đang ngộp ngân hàng, cần bán gấp, giá cực kỳ rẻ luôn. Quý vị hãy theo dõi hết video và đăng ký kênh để theo dõi những bất động sản sắp tới giúp Huy nha. Chúng ta hãy cùng khám phá căn nhà này nha. Đây là mặt trước của căn nhà. Căn nhà được xây theo phong cách hiện đại. Chủ đầu tư có 2 căn thì đã bán 1 căn, dân đã về ở rồi quý vị nha. Nhà gồm 1 trệt 1 lầu, diện tích là ngang 5, dài 25 luôn nha. Và xe hơi đi vô tới nhà luôn. Có phòng ngủ dưới đất dành cho người lớn tuổi. Hướng căn nhà là hướng đông bắc nha. Anh chị nào hợp hướng đông thì căn này rất tuyệt vời. Đây là đường đi vô. Đường này xe 4 chỗ chạy vô là vô tư luôn quý vị nha. Nhà thì cách chợ Bình Chánh khoảng 2 km thôi quý vị. Từ chợ Bình Chánh mình đi thẳng quốc lộ 1A. Xuống đây là khoảng 2 cây số nha, và về Bến Thành là khoảng tầm 20 cây số thôi. Đây là căn nhà xây dựng hiện đại, không quá cầu kỳ nhưng rất đẹp quý vị ạ. Dân cư xung quanh đây thì người ta đã ở đông đúc rồi quý vị này. Dân cư xung quanh rất là đông rồi. Rồi tiếp theo thì đây là cái sân trước nhà này, quý vị. Sân trước nhà của chúng ta khoảng 3,5 m nha quý vị, đậu được một chiếc xe 4 chỗ nha. Căn nhà một trệt một lầu, xây rất là đẹp luôn, chủ đầu tư rất là đầu tư. Và căn này giá rất là rẻ nha, cho những anh chị nào mà có nhu cầu giá rẻ mà sổ riêng này, sổ hồng riêng có sẵn luôn, pháp lý hoàn chỉnh, rất là rõ ràng về pháp lý nha quý vị. Bên đây thì chủ đầu tư đã trồng cây kiểng cho chúng ta, rất là đẹp luôn. Sân rất rộng để chúng ta có thể đậu xe hơi nha. Kế bên thì có một người hàng xóm, người ta đã mua ngay từ lúc đang xây rồi, người ta đã mua cái căn nhà đó rồi. Và còn một căn này thì đã hoàn thiện xong, và hiện tại thì chủ đầu tư đang kẹt vốn ở những nơi khác nên là cần bán căn này. Đây, từ sân đi vô là chúng ta có cái bậc tăng cấp đi vô. Đây là phòng khách của căn nhà nha quý vị. Phòng khách này thì trang bị rất là long lanh luôn, và được ốp nhựa PVC từ dưới lên trên luôn quý vị nhé. Đặc điểm của cái này là có cái cầu thang bên hông, cho nên là căn nhà nó rất là rộng quý vị ạ. Cái phòng khách nó nối với bếp luôn quý vị nhé. Và trên là trần thạch cao, được làm cũng khá là đơn giản, bắt mắt nha quý vị. Sự đơn giản này rất là đẹp luôn nha, khiến cho cuộc sống của chúng ta sẽ đơn giản hơn. Từ phòng khách này mình nhìn ra sân này, rất đẹp luôn nha. Sân này là 3 m, đậu xe hơi rồi thoải mái luôn quý vị ạ. Về thì chúng ta có thể làm một cái mái che ra ngoài, như cái căn bên cạnh này thì đã có người ở rồi. Rồi quý vị hãy cùng Huy review tiếp căn này luôn nha. Để quý vị thấy là phòng khách này bên chủ đầu tư người ta đã ốp nhựa từ dưới lên trên luôn, nhìn rất là sang và sạch sẽ luôn quý vị ạ. Và đây là khu vực bếp này. Bếp thì phải kết nối với phòng khách cho nên chúng ta rất là tiện để bố trí đồ ở đây luôn. Không gian mở luôn quý vị nha. Quý vị nào thích cái không gian mở này thì rất là tuyệt vời. Bếp này thì có tủ bếp trên, tủ bếp dưới này. Và ngay cái cầu thang này là một cái khoảng mà rất là thích luôn. Khoảng này là giống như một cái hòn non bộ, tiểu cảnh ở đây. Còn đây là view nhìn từ trong nhìn ra ngoài. Nhà còn mới nguyên này, đồ còn chưa dọn đi, mùi sơn vẫn còn. Đó quý vị thấy nhìn từ trong nhìn ra ngoài nhìn rất là đẹp luôn nha. Ốp nhựa tạo kiểu rất là đẹp luôn. Bếp cũng rất là rộng. Tiếp theo cái bếp này thì có một cái phòng ngủ này dành cho người lớn tuổi. Phía ngoài phòng ngủ này quý vị thấy là có cái cửa sổ để lấy không khí ánh sáng cho căn nhà luôn. Đây là cái phòng ngủ, nó khoảng tầm 9 m² thôi quý vị ạ. Phòng ngủ này dành cho những người lớn tuổi ha, những người không leo được cầu thang. Đó, đây là một cái tiện ích rất là tuyệt vời. Từ phòng ngủ này nhìn ra ngoài này, rất dài và rất rộng. Huy nhắc lại căn này là ngang 5 m, dài tới 25 m nha quý vị. Và xe hơi đi tới nhà luôn. Còn phía sau này thì tất nhiên là phải có một cái sân sau để nói chung một là thoát hiểm, hai là căn nhà nó sẽ thoáng. Còn mà xây sát sát nhà nhau là bít bùng, như trên Sài Gòn là bít bùng lắm, rất là khó chịu ha. Đây là cái nhà vệ sinh ở phía sau dành cho tầng trệt của chúng ta đây. Đó. Rồi tiếp theo thì Huy sẽ đi lên lầu 1 của căn nhà để cùng quý vị khám phá tiếp căn này nhé. Rồi Huy cũng sẽ báo giá căn này luôn. Đây quý vị nhìn từ trong nhìn ra ngoài rất đẹp ha. Bếp đây quý vị ạ. Hướng của căn nhà là hướng đông bắc nha. Quý vị nào yêu thích hướng đông bắc thì có thể lựa chọn căn này. Căn này thì chủ đầu tư đang ngộp, giá rất rẻ, trên 2 tỷ một chút xíu thôi. Đó. Quý vị nào mà quan tâm thì cái tầm tài chính khoảng tầm 1 tỷ là có thể mua được rồi. Bởi vì căn này là có hỗ trợ vay ngân hàng được luôn. Phòng rất đẹp luôn đó nha. Mình rất là thích ngắm cho nên là cho quý vị xem một lần nữa cho nó thỏa mãn luôn. Đó, đây là phòng khách này. Phòng khách kết nối với bếp luôn nha.
Còn đây là nhìn từ trong phòng khách nhìn ra này quý vị. Cái sân rất rộng để chúng ta có thể đậu xe hơi nha. Rồi, tiếp theo thì quý vị hãy cùng Huy để lên lầu 1 của căn nhà. Cầu thang ngay đây này. Đó. Có cái chắn ngang này rất là dễ thương nha. Đây, cầu thang này ôm sát một bên. Để lên trên mình chia phòng cho nó dễ. Bậc thang này đi đúng phong thủy luôn nha. Đó, rất là tuyệt vời luôn. Đây. Rồi quý vị nhìn từ cầu thang nhìn xuống này. Đó, rất rất đẹp luôn nha. Căn này thì có 4 phòng ngủ. Thì có một phòng ngủ dưới đất thì Huy đã quay cho quý vị rồi. Còn 3 phòng ngủ trên này. Trên này thì có 3 phòng ngủ, trong đó có một phòng ngủ có nhà vệ sinh bên trong luôn. Còn đây là phòng ngủ ở trên lầu 1 đi lên nè. Có cửa sổ bên hông sẽ rất là thoáng nha. Nếu mà chúng ta là sử dụng máy lạnh thì chúng ta sẽ đóng lại. Còn không sử dụng quạt thì chúng ta sẽ mở ra cho nó thoáng cái căn phòng quý vị ha. Đó. Có tất cả là 4 phòng ngủ quý vị ha. Đây phòng ngủ phía sau này thì có một cái nhà vệ sinh bên trong luôn quý vị nha. Đây. Phòng ngủ này cũng khoảng tầm 9 mét vuông thôi. Và được tích hợp cái nhà vệ sinh bên trong. Có cửa sổ này. Rồi đây là cái nhà vệ sinh bên trong của phòng ngủ của chúng ta này. Đó. Lát gạch từ dưới lên trên. 9 mét vuông đủ một cái căn phòng ngủ cũng rất là tiện lợi ha. Nhà nào mà đông người thì lấy căn này rất là tuyệt rồi. Pháp Lý sổ riêng nha, và nó cách chợ Bình Chánh khoảng 2 cây số thôi, về Bến Thành khoảng 20 cây số ha. Đi theo quốc lộ Bồ Đa, còn cái này là cái khoảng sân sau. Đấy, sân sau này để chúng ta mở ra lấy không khí này, đồng thời thoát hiểm khi có trường hợp nào xảy ra. Thì đây, quý vị thấy này, dân cư này. Ở dân cư đây thì nói chung căn này là đẹp nhất trong này rồi, còn đây là những cái căn mà người ta đã ở đây lâu đời. Đó. Đây quý vị thấy dân cư này rất là đông nha. Dân cư rất đông, cách chợ Bình Chánh chỉ khoảng 2 cây số thôi. Dân cư xung quanh cực kỳ đông luôn. Đó. Ở đây là những cái căn nhà mà người ta đã ở đây rất lâu đời rồi. Quý vị thấy ngói nha, mái ngói nè, nhà cấp 4 rồi. Còn ở đây là nhà của chúng ta là xây sau, nhà hiện đại, xây một trệt một lầu. Đó. 4 phòng ngủ nha, trên này thì có 3 phòng. Và một phòng phía sau có nhà vệ sinh. Đây cầu thang nằm ở giữa đây quý vị nha. Đó. Căn này thì mình báo giá luôn, giá căn này là 2 tỷ 3 nha, rẻ hơn so với thị trường. Ngân hàng cho vay khoảng tầm 1 tỷ rưỡi rồi. Quý vị chỉ cần mấy trăm triệu là có thể mua được căn này rồi. Đây nhà vệ sinh này thì có chiều dài vô nó khoảng tầm gần 4 mét nha quý vị. Đó. Và chiều ngang là khoảng 2 mét, 8 mét vuông. Nhà vệ sinh, nhà tắm luôn. Còn đây là cái phòng ở đằng trước. Thì phòng này rộng nha. Phòng này khoảng 12 mét vuông. Phòng này thì quý vị có thể làm phòng thờ này, hoặc là phòng phòng ngủ đều được nha. Nếu quý vị nào mà không thờ thì làm phòng ngủ. Đối với gia đình nào mà có nhiều người thì có tất cả là 4 phòng quý vị ha. Và đây là cái ban công đằng trước. Tất cả các cửa đây làm bằng nhôm sinh pha kính cường lực nha. Giá của căn này là 2 tỷ 3 quý vị ha. Đó, giá rất là rõ ràng, giá đầy đủ luôn á. Dân cư ở trước sau rất là đông đúc nha. Không có mồ mả. Đấy, dân hàng xóm của chúng ta đây. Đường trước nhà là xe hơi đi vô tới nhà luôn quý vị nha. Xe hơi vô tới nhà hiện tại đang là đường đổ đá thôi. Nhưng mà cách cái đường bê tông khoảng tầm 100m là tới đường bê tông. Và xe hơi có thể tới nơi luôn quý vị nha. Quý vị ơi, Huy đã review xong căn nhà này. Thì nếu quý vị nào mà có nhu cầu về căn nhà này cũng như những căn nhà khác thì hãy liên lạc với Huy nha. Để được đi xem, kênh của mình thì quay rất là thực tế. Và quay từ A tới Z. Có sao nói vậy. Pháp Lý thì sổ hồng riêng nha quý vị nha. Đó. Và đây là một căn nhà thực tế, giá thực tế luôn. Giá đầy đủ là 2 tỷ 3 thôi. Và quý vị nào mà quan tâm đến căn này thì Huy nhắc lại một số thông tin như sau. Căn này là diện tích là ngang 5m, dài 25, hướng đông bắc, gồm một trệt một lầu. Có tất cả là 4 phòng ngủ, trong đó có phòng ngủ dưới đất luôn. Xe hơi vô tới nhà, xe 4 chỗ nha quý vị. Cách chợ Bình Chánh khoảng 2km và về Bến Thành là 20 cây số. Rất tiện lợi cho những anh chị nào mà muốn sở hữu nhà riêng. Và căn này ngân hàng hỗ trợ là 1 tỷ rưỡi nha quý vị. 2 tỷ 3 và hỗ trợ 1 tỷ rưỡi. Thì chúng ta cần đâu đó khoảng 700-800 để chúng ta có thể mua được căn nhà sổ riêng này. Và mình có thể trả thông qua ngân hàng, thẻ góp theo hàng tháng nha quý vị nha. Hãy đăng ký kênh để nhận được những lời khuyên, những căn nhà giá rẻ, những nhà đẹp sắp tới nha, chú Huy nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Thì tới đây mình đã review xong căn nhà này. Quý vị nào mà đang rảnh tay thì hãy bấm vào nút like hoặc đăng ký cho Huy để lần sau mình không bỏ lỡ những cái video khác mới nhất nha. Quý vị yêu thích kênh của mình thì hãy nhấn nút like cho mình và bấm vào nút đăng ký để lần sau mình không bỏ lỡ những video khác nha. Bên cạnh đó thì bên kênh của mình cũng có rất là nhiều các cái căn nhà hoặc là những lô đất khác. Nếu quý vị nào mà muốn mua đất, mua nhà, những căn khác thì hãy liên hệ với số điện thoại của Huy hoặc là vào kênh để được xem thêm nha quý vị.